mấy thằng lồ này nghĩ tụi mày chính xác là thúy bay ha. Tao nói cái gì không bê đồ nữa, như là cái cách mà tao ngồi không thể bê đồ nữa. Để tao cho mày thấy được một trời đã đổ mưa, khổ chưa. Hôm nay tao cho tụi mày là dư thừa. Rapper như tụi mày nói thẳng tao dư bùa. Hôm nay tụi mày ngồi đó mà giống như hó hồ. Bây giờ chắc điệp mẹ là tụi mày cũng sẽ không có chùa. Yo, tao ngồi đây phục cầu quyến luyến. AC freestyle cùng B freestyle cùng nhau. Anh em mình cùng một chiến tuyến. Làm bằng đầu gấu nhưng mày đấu cỡ nào thì đến thế nào mà bằng tao. Mày freestyle ACS freestyle nè. Bây giờ mình rap cho mấy thằng lồn kia ly khai nè. Nếu có chỗ cho mấy thằng rác việc, tụi mày cái tiền thế nào đụng về tao cũng phải liệt xác. Tao là kiệt tác, mấy thằng nhóc này nhăn răng. Thằng nào đụng tao thì suốt một phát là ăn hẳn. Gió thì cứ hồ, bây giờ gió thì cứ lồ. Anh em mình đếm phải là ăn xin ngay cửa trời. Trên tới bầu trời thằng nào mà chống ngày hôm sau có cái đồng